trong cái bộ đề nó còn có cả video chữa từng câu một cho các bạn, rồi trong lời giải chi tiết có cả phân tích hướng làm câu đấy, phương pháp làm, công thức làm như nào, quá chi tiết giống như của thầy đứng bên cạnh các em rồi. Hình như là thị trường hiện tại chưa ai làm được điều đấy, nhưng thầy đã làm cho các em, và tháng 1 thì thầy mới ra mắt cơ nhá, nên các bạn phải cố gắng theo dõi. Tuy nhiên thì em vẫn phải có chiến lược ôn thi để em có sức khỏe tốt nhất. Làm thế nào? Thứ nhất, em phải ngủ cho thầy, đừng ngủ nhiều quá. Ngủ từ cho thầy từ 12 giờ cho đến 5 giờ sáng em thức dậy cho thầy rồi. Tại sao như thế? Không ngủ nha, không ngủ. Các em này nghe nhá, cách phân tích này, thầy phân tích cho các bạn cách để các bạn học tập sao cho nó hiệu quả. Bởi vì sắp tới các bạn sẽ phải đi luyện đề nữa, cực kỳ căng luôn. Đấy, mặc dù thì thầy đã hỗ trợ các bạn trong cái cuốn luyện đề rồi đúng không? Thầy giới thiệu rồi, đến tầm tháng 1 thì thầy mới ra cái cuốn bộ đề đấy, hỗ trợ các bạn cuốn bộ đề, là trong cái cuốn bộ đề nó còn có cả video chữa từng câu một cho các bạn, rồi trong lời giải chi tiết có cả phân tích hướng làm câu đấy, phương pháp làm, công thức làm như nào, quá chi tiết giống như của thầy đứng bên cạnh các em rồi. Hình như là thị trường hiện tại chưa ai làm được điều đấy, nhưng thầy đã làm cho các em, và tháng 1 thì thầy mới ra mắt cơ nhá, nên các bạn phải cố gắng theo dõi. Tuy nhiên thì em vẫn phải có chiến lược ôn thi để em có sức khỏe tốt nhất. Làm thế nào? Thứ nhất, em phải ngủ cho thầy, đừng ngủ nhiều quá. Ngủ từ cho thầy từ 12 giờ cho đến 5 giờ sáng em thức dậy cho thầy rồi. Tại sao như thế? 5 giờ sáng thức dậy rồi, 5 giờ sáng em phải khởi động cái não bộ của em, não phải mất thời gian khởi động, nó mất tầm 1 tiếng để nó khởi động trơn tru. Thì trong 1 tiếng đấy em có thể ăn sáng, em tắm rửa đúng không, thì 6 giờ sáng vào việc em ngồi bàn học luôn thầy. Thì lúc đấy não bắt đầu quen với việc phải suy nghĩ, thì khi mà não quen với việc suy nghĩ rồi, em phải tập cho nó cái đồng sinh học là cứ đến 7 giờ là nó đạt công suất tối đa, thì đúng lúc đấy là em đang đi thi, ngồi trong phòng thi rồi. 6 tháng nữa em ngồi trong phòng thi rồi còn đâu, đúng 7 giờ đúng không, chưa bắt buộc phải ngủ nửa tiếng, cho não nó quen việc là nghỉ ngơi, sau đó nó lại phát huy công dụng tối đa vào lúc 2 giờ chiều. Và nếu như em không làm được điều đấy, về sau em rất mệt mỏi khi em đi thi, nhớ điều đấy nhé, nhớ điều đấy, đồng hồ sinh học cực quan trọng. 28 nào, em lắng nghe, ngủ ít thôi. Câu 20 nào, tập hợp các giá trị của M để phương trình này nghịch biến trên khoảng từ âm 1 đến trừ 1. Âm 1 đến 1 hay trừ 1 nhỉ? 28. 1 hay trừ 1 đây nhỉ? Chắc là trừ 1 đây nào. Cái dấu trừ cho nó bay. Chắc là trừ 1 thôi. Thầy nghĩ là thế. Thầy nghĩ là thế. Đúng không? Các bạn còn nhớ cách làm con này không? Con này có cần thầy dạy các bạn cái cách giải nhanh không? Hay là giải chậm? Thích giải nhanh hay giải chậm con này đây? Trừ 1 nhá. Không phải 1 đâu. Thế giải nhanh hay giải chậm? Giải nhanh nhá. Ok, giải nhanh nhá. Ok, các bạn sẽ nhớ này. Muốn nghịch biến thì y phẩy của chúng ta phải như nhau em nhỉ? Nhỏ hơn hoặc bằng 0. Đúng không? Vậy tương đương các bạn đạo hàm ra trừ 3x bình phương trừ đi 12x cộng với cả 4m trừ 9 đúng không? Nhỏ bằng 0. Các em đang đi tìm m, em hãy cô lập m thôi. Vứt m sang một vế. 4m của em nhỏ nó bằng chuyển cái x sang 3x bình phương cộng 12x và cộng số 9. Vậy tương đương m của em bằng bao nhiêu? Giải nhanh nhá, giải nhanh. Nha, các bạn chọn cách giải nhanh, sử dụng Casio nhá. Nhưng Casio và kết hợp cả tự luận nữa, chú ý. M các bạn nhỏ bằng bao nhiêu đây? 3x bình phương cộng 12x cộng 9 chia mấy? Chia 4. Được chưa nhỉ? Và đang cần nghịch biến là đang cần nhỏ hơn hoặc bằng thằng này với mọi x của chúng ta đi từ trừ vô cực đến trừ 1. Nào, bây giờ em nhìn này. Em nhìn này. Tìm M thì mọi giá trị hàm fx của em lúc này nó đều lớn hơn M. Đúng không? Kể cả giá trị gì em nhỏ, nhỏ nhất của fx cũng phải lớn hơn M. Min của fx. Nhưng fx ở đây lúc này em phải nhớ nhá, trên đoạn từ âm vô cực đến trừ 1, đổi hết ngoặc tròn thành ngoặc vuông cho thầy. Ngoặc tròn thành ngoặc vuông, đổi cho thầy, nhớ chỗ này, ngoặc tròn thành ngoặc vuông, min nhá. Nhỏ bằng min. Min như thế nào? Làm nào để tìm min? Làm nào để tìm min? Rất đơn giản em ạ. 1,7 trở thành một phát là xong. Tại sao lại nhón min? Em phải hiểu như này nhá. Ví dụ như kiểu thầy mà đã lớn hơn độ bằng ấy, như kiểu thầy đẹp trai hơn. Thầy đẹp trai hơn Sơn Tùng.
cái này là hơi vô lý một tí nhưng mà thôi kệ, là ví dụ thôi, thầy là Trang Sơn Tùng thì kể cả cái xấu nhất của thầy, cái ở dưới cuối cùng của thầy cũng sẽ lớn hơn Sơn Tùng đúng không? Thì thầy đã đẹp hơn Sơn Tùng, cái gì thầy đẹp hơn Sơn Tùng, cái xấu nhất của thầy cũng lớn hơn Sơn Tùng, quay cho Sơn Tùng cái máy tính, có hiểu không nhỉ? Vậy thì ở đây Sơn Tùng phải nhỏ hơn bằng min của thầy đấy, cái điều không xảy ra, Sơn Tùng phải trái vãi đúng không? Để trái vãi, thầy cũng là một fan Sky, ước gì để trái Sơn Tùng có phải là bao nhiêu em xinh tươi được thích không? Nào, nhỏ bằng bao nhiêu đây? Min bằng bao nhiêu? 1,7. 3x bình phương cộng 12x cộng 9 chia cho 4. Sát là gì đây? Trừ 10 đi. Các bạn cho âm cực là trừ 10 đi. Trừ 1 đi nhá. Đây này. Start các bạn để ở thầy là trừ 10. Âm cực n là trừ 1. Step các bạn cứ để ở thầy là n trừ sát chia 20 hoặc để 0,5 cho đẹp cũng được. Tùy nhá. 0,5 cho đẹp. Nào em kéo xuống cho thầy xem min bằng bao nhiêu nào. 6 này, 3 này, 2 này, 0 này. Âm này, ô có âm nữa này. Cho nên là âm 5,62 âm đây, âm 0,75 là bé nhất rồi. Âm 0,75 là âm 3/4. Chứ nhỉ, đáp án cần chọn là C, xong. Nhá, C. Thế thôi. Ok chưa em? Rồi. Rồi hôm nay không có lịch đi bán ngô nướng, mai đi bán ngô nướng sau. Casio của em có cả GX thì tắt GX như nào đây? Tắt GX nhá, ấn Shift Mode kéo xuống dưới chọn số 5 và chọn số 1 trong cuốn 5 hàm số thầy nói rồi mà, cách bỏ GX đi rồi mà. Shift Mode kéo xuống dưới chọn 5 chọn 1 hết. Tiếp nào. Đấy, 580 ta có mà, nhưng mà chẳng qua là không phải đâu, không phải là thầy không có năm mấy đâu, 580 đâu, 580 thầy đâu nhỉ? Đây này, xịn luôn nhá, hàng xịn nhá. Đó, nhưng mà chẳng qua màn hình con này nó bé quá, chữ nó hiển thị bé, thầy không thích. Lúc livestream cho các bạn nhìn nó khó. 29 khó rồi. Hát game. Hát rồi. Level cao rồi. À không, không cao lắm đâu, bình thường thôi. Câu này cũng là một câu ở mức độ 8 cộng. 8 cộng. Nó em muốn giải nhanh hay giải chậm nào? Các bạn muốn giải nhanh hay giải chậm con này? Giải nhanh hay giải chậm? Hay chậm? Nhanh hay chậm? Nào. File này sẽ được share khi mà các bạn kết thúc livestream nhá. 580 không cần tắt click đâu. Nhanh nhá. Ok, cái này nhanh nhanh. Ok, ở đây mình sẽ có như sau. Thằng này bất phương trình fx nhỏ hơn em mũ x cộng m đúng với mọi x đi từ trừ 1 đến 1 khi nào? Đây là đề bài này cho các bạn, cho hàm số fx và đồ thị hàm f phẩy x có bảng biểu thị như này. Đúng không? Thì bây giờ mình sẽ phải sử dụng f phẩy x ở đây, phải đạo hàm nó này. Phải đạo hàm nó này. Đúng không? Và ở đây mình đang có fx trừ đi em mũ x nhỏ hơn m không? Đúng không? Vậy ở đây đúng với cả mọi x đi từ trừ 11 vẫn là bài toán Sơn Tùng lúc nãy, Sơn Tùng với thầy, khi thầy đã đẹp trai Sơn Tùng thì kể cả tất cả Sơn Tùng sẽ phải xấu hơn thầy đúng không, kể cả cái đẹp nhất của Sơn Tùng cũng phải xấu hơn thầy. Thôi không nói là ví dụ Sơn Tùng rồi nhé, xúc phạm thần tượng. Nào ở đây chúng ta sẽ có m luôn luôn phải là nhỏ lớn hơn max thằng này đúng không, lớn hơn bằng max của fx như lúc này trừ đi em mũ x. Nhưng các bạn phải nhớ nhá, trên đoạn nhá, từ trừ 1 đến 1, tại sao lại trên đoạn lại có dấu bằng ở đây? Bởi đơn giản, nếu mà khoảng ấy thì các bạn lớn hơn trong khoảng là đúng rồi, trừ 1 đến 1. Đó, không lấy dấu ngoặc tròn. Nhưng anh em đã có ngoặc vuông ở đây rồi ấy, thì đơn giản cực kỳ là em đổi hết ngoặc tròn thành ngoặc vuông cho thầy. Là em có thể lấy lớn bằng mắc, thấy chưa? Ok, thì tí nữa trong bảng biểu thị các bạn sẽ hiểu tại sao như thế thôi. Bây giờ, các bạn muốn tìm mắc thằng này thì xét hàm gx ra thầy. Bằng fx trừ đi em mũ x, đạo hàm cái nhỉ? F phẩy x em x đạo hàm nó vẫn là em x thôi. Ok, nhưng trên khoảng từ trừ 1 đến 1 em ơi, trừ 1 đến 1, trừ 1 đây đến 1 đây, đây khoảng này. Ô khoảng này các bạn thấy nó luôn nhỏ hơn không? Ô hai âm này mà em x là luôn lớn hơn không, nhưng có dấu trừ cho thằng này luôn nhỏ hơn không nốt. Ô vậy thằng này luôn nhỏ hơn không với mọi x đi từ trừ 1 đến 1 đúng không em? Vậy khi nó luôn nhỏ hơn không tức là hàm số luôn như nào em? Nghịch biến em ạ, nghịch biến em ạ. Cái bảng biến thiên như sau này, x
G'X và GX. Âm vô cực, dương vô cực. Ở đây mình có là trừ 1 đến 1 nhá. À không cần g phẩy luôn cơ, gx luôn. À, luôn âm rồi, đi xuống, đi xuống. Vậy ở đây đây là g của tại 1. Đây là g à g tại trừ 1, đây là g tại tại 1 đúng không em? G tại 1. Thì ở đây nó là trong khoảng từ trừ 1 đến 1, tức là đồ thị nó là khoảng từ đây đến đây thôi. Đấy, nên m kể cả m nó bằng luôn cái thằng tại trừ 1 đây này, nó vẫn lớn hơn cả cái khoảng này. Đúng không em? Nó lớn hơn cả khoảng này. Nên làm sao có thể lấy được dấu bằng ở đây nhá. Hay các bạn nhớ đơn giản là đổi hết vòng tròn theo vuông của thầy. Lấy bằng mắc. Ok chưa? Thế thôi. Vậy g tại trừ 1, em thay trừ 1 vào đây cho thầy. Nào, trừ 1 vào đây là bao nhiêu? Là g tại trừ 1 bằng f của đây, lớn mắc đây, trừ 1 đây là f của trừ 1 trừ đi e mũ trừ 1 thay x bằng trừ 1 đúng không? X bằng trừ 1. Mà e mũ trừ 1 là 1 trên e. Đáp án cần chọn là đáp án B. À đáp án C. Hết bài. Quá đơn giản. Nhá. Hết. Rồi. Xong chưa? Học ít thôi. À ngủ ít thôi. Học nhiều lên. Lớp 12 rồi. Lớp 12 thể. Bọn nào mà lớp 12 cứ ngủ như lớp 11, lớp 10 ấy, bọn đấy thi đại học chắc chắn trượt. Chưa chắc nguyện một luôn. Bởi vì trong lúc các bạn đang lười ấy, thì thằng khác đang chăm rồi, đang cố gắng. Đến đứa giỏi hơn mình nó còn đang chăm mỗi ngày. Thì tại sao lý do gì tại sao mình lười? Nỗ lực của thầy, một năm nỗ lực thôi. Và vì sao các bạn không phải ân hận với điều đấy? Rất nhiều bạn đến khi là học xong rồi, tôi thi đại học lên học đại học rồi, ân hận, biết đến ngày xưa lớp 12 em chăm hơn. Để bây giờ em không ân hận vào cái trường này và công việc làm như này. Rất nhiều bạn luôn. Đừng để bị ân hận như thế nhá. Đừng để. Giá như hãy làm hết mình ngày hôm nay để không về sau không cần ân hận. Xong. 31 nào. 31. Tôi được câu này cũng khó khó rồi. Chỉ dành cho bạn nào quyết tâm. Cho ai? Quyết tâm. 8 cộng thôi thì ở lại với thầy. Nào. Quyết tâm 8 cộng ở lại. Nào, ai quyết tâm comment một chữ quyết tâm vào đây. Ai quyết tâm comment một chữ quyết tâm vào đây. Không thì ao ngay. Thầy khuyên thật là ao ngay. Câu này nghe hơi điếc tai. Không điếc tai lắm nhưng mà nó phải đòi hỏi một vài kỹ thuật. Nhưng quyết tâm 8 cộng thì ở lại. Nào, quyết tâm không? Quyết tâm không? Đen quá phải chọn thầy cuối cùng. Quyết tâm sương sương. Sương sương là quyết tâm cái mẹ gì? Ơ kìa. Quyết tâm sương sương thề. Quyết tâm sương sương. Thề con nào về sau tao hỏi. Em có yêu anh không? Em yêu anh sương sương. Tao đấm chết cha nó luôn ấy. Sương sương. Tao phải chó đâu mà sương. Bực cứ mình. Nào. Nghe nhá. Quyết tâm. Nào bây giờ các bạn nghe này. F sin x bằng m. Đây là hàm số fx. Đúng không? Liên tục trên R bộ đồ thị hình vẽ. Tập hợp các giá trị của m để thằng này có nghiệm là gì? Có nghiệm trên khoảng từ 0 đến pi. Vậy đây thì sẽ có f của sin x bằng m. Đặt sin x bằng t thầy. Nhá. Nhưng điều kiện lúc này em nhìn thấy cái vòng tròn lượng giác. Vòng tròn lượng giác. Đây trục sin đúng không? Trục cốt đúng không? Góc từ 0 này. Đây là pi này. Đây là pi trên 2 này. Sin ý, nó đi từ 0 đến 1. À, từ trừ 1 đến 1. Đây là 0 này. Đây là 1 này. Giá trị của sin nhá. Đây trừ 1 đúng không? Thì thầy hỏi các bạn khi đi từ khoảng từ 0 đến pi. Khoảng từ 0 đến pi. Khoảng từ 0 đến pi. Khoảng này. Thì cái giá trị sin nó chạy từ đâu đến đâu? À từ 0 đến 1 đâu em. Đây sin nó chạy từ 0 đến 1. Đúng không nhỉ? Nhưng tuy nhiên nó có chạm vào không được không? Muốn chạm vào không được, sin chạm vào không được thì nó phải bằng 0 hoặc bằng pi, nhưng ở đây nó không hề bằng 0 hay bằng pi. Nó chỉ đi qua số 1 thôi, pi 2. Bởi vì pi 2 chỗ này nó nằm trong khoảng này. Vậy thì đây, điều kiện t. Đấy, bạn nào không biết cái này là chết ngay. Nó t lớn hơn 0, nhưng t lại nhỏ hơn hoặc bằng 1. Đấy, cái này là cái ăn tiền đây này. Đứa nào mà không để ý là chết này. Lớn hơn 0 nhá.
đi từ 0 đến pi mà, lớn hơn 0. Nhưng mà nó đi qua giá trị số 1 đây này. T đi từ 0 đến 1. Nhớ chưa? Vậy thì đây, thì có f của t bằng m. Vậy đây là hàm fx nhưng của hàm ft bình thường thôi. Mình xét từ 0 đến 1 là đoạn nào? Từ 0 đến 1. T đi từ 0 đến 1, t từ 0 đến 1 là thằng nào? Đây. Thầy sẽ vẽ lên cho em cầu vồng 0 đến 1 là chỗ này này, x đi từ 0 đến 1 thì là đoạn này này. Đó, là đoạn này này. Ồ, vậy khi đi từ 0 đến 1 nó không chạm vào số 0 được, tức là nó không chạm vào số này được. Đúng không em? Nó không chạm vào, đây là số 1 nhá. Đây là 1 rồi, không chạm vào số 1. Được chưa? Đấy. Thứ hai, nhưng nó chạm vào đây nhá, x thì 0 đến 1, tại 1 nó chạm được vào bao nhiêu? Tại 1 nó chạm được vào này. Nên nó chạm được vào -1. Được chưa nhỉ? Vậy suy ra m có thể cắt được tại -1. Chưa nhỉ? Vậy m của chúng ta sẽ nhỏ hơn hoặc bằng bao nhiêu và lớn bằng bao nhiêu? Lớn hơn hoặc bằng -1. Bởi vì nó bằng -1 được mà. Bằng -1. Khi mà x bằng 1 lấy được, nhưng mà đây nó không thể bằng được giá trị 1 được. Bởi vì sao? Bởi vì chỗ này nó không chạm vào không, nó chỉ nhỏ hơn không thôi. À, lớn hơn không thôi thì nó sẽ phải có giá trị nhỏ hơn số 1 này. Xong. Vậy thì đáp án cần chọn là đáp án D. Hết bài. Nhá, hết bài. Thì thôi, dễ không? Dễ nhưng nó phải phải hiểu kiến thức. Đấy, M này, thấy đoạn đậm đậm này không? Nó đi từ cắt từ 0 đến 1, x đi từ 0 đến 1. Khi x đi từ 0 đến 1 em hiểu, x đi từ 0 đến 1 thì cái giá trị hàm số của chúng ta đi từ đâu đến đâu? Đây. Không đây, 1 ở đây, nó đi từ đây đến đây rồi này. Đấy, muốn cắt được nó bằng gì này? Đó, nó phải nhỏ hơn 1 và lớn hơn bằng -1. Đấy. Xe về và nghiền ngẫm cho thầy đi. Chứ còn bây giờ mà hiểu luôn nhiều đứa chưa thông não đâu. Xe về và nghiền ngẫm lại. Next nhá. Cho kịp bởi vì còn nhiều câu lắm. Nào, câu 42. Có bao giá trị nguyên m thỏa mãn thằng này có nghiệm dương. Có nghiệm dương, nghiệm dương. Nghiệm dương. Ừ, nghiệm dương nhiều bạn không biết điều này. Thì thầy sẽ phân tích cho các bạn nhé. 16 mũ x, 12 mũ x và 9 mũ x nhìn ba cơ số khác nhau, nhìn ba cơ số khác nhau. Em nghĩ đến ngay là chia hai vế cho cơ số max hoặc min. Cái này nói rất nhiều trong sách của thầy rồi nhá. Nó rất nhiều trong cái sách hàm số rồi, mũ loga rồi, đúng không? Nó rất nhiều rồi. Thì các bạn sẽ chia cả hai vế cho 9 mũ x cho thầy. Phương trình tương đương 16 phần 9 là 4 phần 3 tất cả bình phương. 16 phần 9 mà là 4 phần 3 bình phương. 12 phần 9, 12 cho rút gọn cho 9 còn 4 phần 3. Rút gọn còn 4 phần 3 mũ x. Cộng m trừ 2 bằng không. Đến đây các bạn đặt 4 phần 3 mũ x bằng t. Điều kiện là t phải lớn hơn không. Được chưa nhỉ? Muốn có nghiệm dương khi nào? À, để phương trình có nghiệm dương. Thầy gọi là phương trình 1 nhé. Phương trình 1 có nghiệm dương. Em cần nhớ thầy cái chú ý như sau. A mũ x mà x lớn hơn 0. X lớn hơn 0 nhé. X lớn hơn 0 nhé. Thì suy ra khi nó bằng t thì suy ra t các bạn phải lớn hơn 1. Đó, lớn hơn 0. A mũ 0 là 1 mà. T lớn hơn 1. Nhớ chưa? Còn x các bạn nhỏ hơn 0. X âm ấy, thì t các bạn sẽ đi từ 0 đến 1. Đó, cái bạn cần nhớ nhé. Khi nghiệm dương thì suy ra t các bạn phải lớn hơn 1. Được chưa nhỉ? Có nghiệm dương. Vậy ở đây, lúc này thì chúng ta có thể là có một nghiệm này, hoặc hai nghiệm, tùy tùy các em. Được chưa nhỉ? Nghiệm dương. Ok. Rồi. Vậy đây các bạn cô lập m ra phương trình tương đương là t bình này trừ đi 2t này cộng m trừ 2 bằng 0. Thì cô lập m sang. M các bạn bằng trừ t bình phương cộng 2t cộng 2. Chưa nhỉ? Thì xét đây là hàm FT. FT. Trừ t bình cộng 2t cộng 2. Để thầy cho cắt đấy. F phải t bằng bao nhiêu? Trừ 2t cộng 2 rồi. Bằng 0, t bằng 1. Cứ trị thôi. Bảo Minh Thiên, t, F phải t, FT. 1 này. Âm vô cực. Dương vô cực. Đúng không? Dương vô cực. VS được nhá, dùng VS được em nhá, dùng VS được. Ừ. Ở đây mình sẽ có như sau, một này, xét dấu nhá, phải cùng âm, chẳng khác là dương, xong. Cho này lớn hơn không, xong. T bằng không ở đây này, à, T bằng một ở đây.
Vậy bây giờ âm vô cực đây, âm vô cực đây, với một thay vào đây, t bao nhiêu? Một thay vào đây là trừ một là 2 cộng 2 là 4, 4 trừ 1 là 3. Đấy, thay t bằng 1 vào đây này. Ft đúng không? Vậy bây giờ để các bạn có thể là cho cắt được nghiệm có nghiệm dương t lớn 1 thì suy ra cái phương trình này có nghiệm lớn 1, nghiệm 1 đây này. Thấy không? Thấy không? Cắt. Đấy, nghiệm nghiệm này các bạn gióng lên trên lớn 1 chưa? Rồi. Vậy thì muốn có lớn 1 thì đơn giản là nó phải nhỏ hơn nó phải nhỏ hơn số 3 đúng không? Nhỏ hơn số 3 là được. Vậy thì suy ra m các bạn nhỏ hơn số 3. Chưa nhỉ? Vậy xóa trị nguyên dương các bạn là có thằng nào em? 1, 2 thôi nhé. Hai là trị nguyên dương. Thằng B. 1 và 2. Hết. Hết rồi nhá. Ok, còn các bạn dùng VS nó lâu ấy, thật sự là lâu ấy, VS câu này hơi lâu ấy. Xong. VS câu này lâu ấy. Nhá, câu này VS lâu ấy, thôi không nên dùng VS câu này em. Bởi vì DBS phải chia mấy trường hợp ra cơ. 43 44 còn hai câu thôi. Nốt nào, quẩy nốt nào. Mệt quá. 43. Có S là tập hợp các giá trị của M để bớt phương trình M bình nhân x mũ 4 trừ đi 1 cộng M nhân x bình trừ 1 trừ đi 6 nhân x trừ 1 lớn bằng 0 đối với mọi x lớn thuộc R. Tổng trị các phần tử thuộc S là gì? Ủa, đọc trên luôn. Đi dài quá. Mệt quá. Thở gì đã các em ạ, mệt quá. Đọc cũng muốn chết rồi. Đối với mọi x thuộc R đúng không? Nào. Ok, qua thôi. Sợ cái gì? Bài này thì các bạn thấy tất cả đều có nghiệm x bằng 1 này này. Nhóm đường chung ra đâu? X trừ 1 nhân tử chung. M bình này, bài này không dành cho những bạn một cái điểm thấp nữa nhá. Bạn nào phải có đầu óc một tí. X mũ 4 trừ 1 đây là hằng đẳng thức x bình trừ 1 nhân cả x bình cộng 1. Đúng không? Các bạn nhóm x trừ 1 ra ngoài rồi. Thì chỗ này là hằng đẳng thức x trừ 1 nhân x cộng 1 thì thầy còn x cộng 1 ở đây. Nhân với cả x bình cộng 1. Xong chưa? Cộng m nhân cả x bình trừ 1 thì rút x trừ 1 ra ngoài là còn x cộng 1 thôi. X trừ 1 rút ra ngoài còn trừ 6. Xong. Lớn bằng 0. Muốn ông mày lớn bằng 0 mà thằng này có nghiệm đơn đây này. Các bạn thấy không? Luôn đúng. Đúng với mọi x thuộc R. Mọi x. Các bạn nghe chữ mọi không? Mọi. Thì thằng này luôn lớn bằng 0. Em phải hiểu ấy. Khi qua nghiệm đơn nó phải đổi dấu. Nghiệm đơn. Đây nghiệm đơn này. Thì đổi dấu dương sang âm đúng không em? Nhưng bây giờ khi đổi dấu như này thì nó không thể luôn dương được. Đó, vậy thì nó muốn luôn dương được, luôn đúng được thì đây phải là nghiệm gì em? Nghiệm kép. Lúc này dấu luôn dương, không đổi dấu, qua nghiệm kép dấu không đổi. Ví dụ như x cộng 1 bình phương ấy, x trừ 1 bình phương ấy luôn lớn bằng không không? Đó, luôn dương. Hiểu chưa? Nó phải là nghiệm kép. Đấy, vậy thì ở đây để biểu thức luôn đúng. Luôn đúng. Suy ra đây là nghiệm đơn này, x trừ 1 nghiệm đơn thì nó phải là nghiệm kép, x bằng 1 là nghiệm kép. Mà muốn là nghiệm kép được ấy thì trong cái nhân tử này nó phải xuất hiện thêm một cái nhân tử x trừ 1 nữa. Tất x bằng 1 là nghiệm nữa. À vậy suy ra x bằng 1 là nghiệm của cái phương trình ở trong m bình nhân x cộng 1 nhân x bình cộng 1 cộng m nhân x cộng 1. Đó, bạn nào không nhìn ra cái này là vỡ mặt đây này. Bằng không. Đó. Thay 1 vào đây thôi. 1 vào đây. Tương đương. Nghiệm á, thay vào phải bằng không. 1 cộng 1 là 2, 1 cộng 1 là 2 vậy 4m bình phương. Cộng 1 cộng 1 là 2, 2m bình, 2m trừ 6 bằng 0. Có hai giá trị m, 1 là m bằng 1, 2 là m bằng trừ 3 phần 2. Xong. Hết rồi. Tổng các giá trị của bao nhiêu? 1 cộng trừ 3 phần 2 là bằng trừ 1 phần 2. Đáp án C. Xong. Thực ra cái này mình đang làm tắt đấy. Đó là mình phải kiểm tra lại lần nữa cơ. Kiểm tra lại lần nữa cơ. Nhưng thực ra là không cần kiểm tra lại lần nữa xem là khi thay 1 vào đây, thay có luôn dương hay không. Mình mới mốt 7 biết ngay thôi. M1 nhá là x cộng 1 này nhân x bình cộng 1 này đúng không, cộng với cả 1 này nhân x cộng 1 tiếp này trừ 6 này, thử xem từ trừ 10 đến 10 nhá, luôn dương không, luôn dương thì chuẩn rồi. Luôn âm, luôn âm, luôn âm, luôn dương. Nhưng ở đây không đúng rồi, bị nhầm chỗ nào nhỉ? Quên quên quên, M1 M bằng 1 thay vào đây. Đúng rồi, nó có một nghiệm, đúng rồi, chuẩn có một nghiệm, đúng rồi. Đây này, các bạn thấy không? Có một nghiệm thôi. Đây, một nghiệm nữa, đó là x bằng 1 đây này, thấy không? Một nghiệm thôi. Nó chỉ có một nghiệm thôi em ạ. Thế nếu như em thử nhá,
Cái phương trình này sẽ là x trừ 1 này nhân với thay có một nghiệm x bằng 1 rồi, rút ra được x trừ 1 phát nữa đúng không em? Vậy còn ở trong nữa là cái gì thì em chia thức là xong. Thay 1 vào đây, em chia thức. Có hiểu ý được không nhỉ? Chia thức nhá. Chia thức. Thì bây giờ em chia thằng x bằng âm 1 đi. Đây, đóng ngoặc ở đầu, đóng ngoặc đít. Em chia cho cái nhân tử x bằng âm 1 chia x trừ 1 cái, biết ngay, không phải đi chia thức làm gì cả, trừ 1 10. Đấy, dương lòi luôn. Thấy không? Luôn dương không? Dương lòi luôn. Vậy m 1 đúng, luôn dương rồi. Trừ 3 phần 2 thay tiếp vào. M bằng trừ 3 phần 2 thay trừ 3 phần 2 vào đây là 9 phần 2. Chết mẹ rồi. À đó, đây rồi. Là 9 phần. Ôi, chết rồi, này thay hơi khó nhỉ. Ồ, phải gõ lại đấy. M bình là trừ 3 phần 2 bình phương. Trừ 3 phần 2 bình phương là 9 phần 4. Nhân với cả x cộng 1. Nhân với cả x bình cộng 1. Rồi, cộng với cả trừ 3 phần 2. Nhân với cả bao nhiêu nữa? X cộng 1. Đó, trừ 6. Mình bỏ đi cái nhân tử gì đây? X bằng 1 ở dưới, đúng không? X bằng 1 là nghiệm trong này rồi mà. Bỏ nó đi, xem nó luôn dương nữa không? Bởi vì nghiệm đơn, đây, nghiệm kép rồi. Hai là nhân kép rồi, xem ở trong luôn dương nữa không? Thôi thôi. Ồ, dương lòi luôn. Dương lòi luôn. Thấy không? Luôn dương không? Xong. Bài này kết thúc nhá. Tổng hai nghiệm trừ 1 phần 2. Đáp án C. Câu này không dành cho bạn nào mà cúi bóc nha, tư duy một chút, nghiệm đơn nghiệm kép phải biết. Xong. Đúng không? Được chưa em? Rồi nhá, bài cuối nào. Khó mà, câu này các bạn phải nghe lại đi. Nghiệm đơn nghiệm kép, các bạn hiểu nghiệm đơn là gì không? Y nhá, x nghiệm đơn ấy, nó cắt dẹt phát như này, nghiệm đơn này. Các bạn thấy đổi dấu không? Âm sang dương này, dương sang âm này. Âm sang dương này, thấy không? Đổi dấu. Thì bây giờ mình đang cần nó luôn đúng, luôn lớn là bằng không. Mà đây là nghiệm đơn này. Vậy muốn cho nó không là nghiệm đơn nữa thì nó phải là nghiệm kép. Bởi vì nghiệm đơn nó bị đổi dấu rồi. Vậy nó là nghiệm kép nó như này, tiếp xúc nó tiếp xúc luôn dương thì trong ngoài nó phải có một nghiệm x bằng 1 phát nữa, thay bằng 1 vào đây là xong rồi, là giải là m rồi, dễ không? Dễ rồi.